Nội dung bài học tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, thì tờ khai sẽ thể hiện là tờ khai hàng hóa xuất. Trên tờ khai, các bạn sẽ lưu ý những vấn đề như sau. Thứ nhất là thể hiện thông tin người xuất khẩu, thông tin người nhập khẩu. Thứ hai là các bạn phải lưu ý đến tỷ giá ngoại tệ hay còn gọi là tỷ giá tính thuế. Theo như tờ khai xuất khẩu ngày 12 tháng 3 thì tỷ giá tính thuế là 23.110 đồng trên 1 USD và tổng trị giá hóa đơn được tính theo giá phốp. Giá phốp ở đây tôi sẽ nói qua cho các bạn. Giá phốp là tên viết tắt trong tiếng Anh của từ free on board, nghĩa là điều kiện giao hàng miễn các trách nhiệm của người bán khi hàng đã được xếp lên boong tàu, tức là khi hàng hóa chưa lên tàu thì mọi trách nhiệm sẽ thuộc về người bán. Còn sau khi mà hàng đã lên tàu thì tất cả các trách nhiệm sẽ thuộc về người mua. Cách tính giá phốp xuất khẩu thì giá phốp sẽ bằng giá hàng thành phẩm cộng chi phí nâng hạ container cộng với lại chi phí kéo container nội địa cộng chi phí mở tờ khai hải quan cộng chi phí giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nếu khách hàng yêu cầu cộng với lại chi phí kẹp trì cộng chi phí hun trùng kiểm dịch nếu có. Đối với lại các loại chi phí thì chúng ta sẽ phân ra chi phí giữa người bán và chi phí giữa người mua. Thì đối với người bán, giao hàng lên tàu tại cảng quy định chịu mọi chi phí rủi ro tổn thất trước khi hàng được xếp lên tàu, thông quan xuất khẩu, trả thuế và cung cấp giấy phép xuất khẩu, chuyển cho người mua các hóa đơn thương mại và tất cả những chứng từ liên quan, thông báo cho người mua rằng hàng đã được lên tàu. Còn đối với người mua thì thanh toán tiền hàng, chịu mọi chi phí tổn thất cũng như các rủi ro. Khi hàng đã xếp lên tàu, người mua phải trả chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, mua bảo hiểm hàng hóa, trả thuế và thông quan nhập khẩu. Đó là giá phốp. Các bạn cần phải căn cứ vào giá phốp để tính ra những chi phí cho công ty, xem công ty các bạn phải chịu những chi phí nào. Và các trang tiếp theo của tờ khai xuất khẩu sẽ thể hiện tên hàng hóa, số lượng đơn giá USD và trị giá hóa đơn USD, trị giá tính thuế quy đổi. Căn cứ vào các mặt hàng ở đằng sau của tờ khai để chúng ta hạch toán lên trên MISA. Ngoài việc chúng ta phải lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu thì các bạn còn phải lập các chứng từ đi kèm như shipping hoặc invoice, packing list, phiếu đóng gói. Đó là những chứng từ mà đi kèm với lại tờ khai xuất khẩu. Căn cứ vào tờ khai xuất khẩu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hạch toán lên trên phần mềm kế toán MISA. Đây là xuất khẩu gia công hàng hóa. Do đó, chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Chúng ta chọn 2 bán hàng xuất khẩu và không tích vào kiêm phiếu xuất kho bởi vì chúng ta làm là làm theo dịch vụ gia công. Khách hàng ở đây là Turay. Diễn giải tôi ghi là gia công hàng hóa xuất khẩu. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày ở trên tờ khai. Ngày 12 tháng 3 năm tài chính. Xuống phần hàng tiền, tôi tìm kiếm mã hàng gia công. Áo jacket nam 115. Nếu như chưa có, tôi nhấn dấu cộng để tôi thêm mã hàng. Mã và tên, tôi lấy giống như là mã và tên ở trên tờ khai. Tính chất, tôi chọn là dịch vụ. Đơn vị tính là chiếc, doanh thu 5113. Tôi nhấn cất. Nợ cho tài khoản 131 do chúng ta chưa thu được tiền của khách hàng. Có cho tài khoản 5113. Số lượng 1380 chiếc. Và ở đây loại tiền các bạn phải nhớ chọn là USD, tỷ giá theo như tờ khai 23.110 đồng. Đơn giá USD 8,18 USD một chiếc. Thành tiền là 11.288,4 USD. Và làm tròn là 11.288.
Thành tiền quy đổi là 260.865.680 đồng bằng thành tiền quy đổi ở trên tờ khai. Ở đây, gia công xuất khẩu không chịu thuế, do đó chúng ta không có thuế. Sang phần hóa đơn, chúng ta điền số tờ khai vào 30177145520. Sang phần thống kê, chúng ta chọn cột công trình là mã hàng gia công áo giắc nam 115. Nếu như các bạn chưa có mã thì các bạn phải nhấn dấu cộng để chúng ta thêm mã và tên, và phải chọn loại là gia công xuất khẩu, sau đó nhấn cất. Ở đây tôi có rồi nên tôi thích chọn luôn. Hạch toán xong thì các bạn kiểm tra tổng tiền hàng ngoại tệ và tổng tiền hàng quy đổi đã bằng với lại ở trên tờ khai hay chưa. Chúng ta có thể xem ở trên tờ khai chính. Bằng với lại số tiền ở trên tờ khai rồi thì lúc này các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Cất dữ liệu xong thì các bạn nhấn đóng lại. Và phần mềm cập nhật chứng từ cho các bạn trong phân hệ bán hàng, tab bán hàng. Chọn kỳ các bạn cần xem dữ liệu, nhấn lấy dữ liệu. Trường hợp các bạn hạch toán sai, các bạn click mở chứng từ ra, bỏ ghi, nhấn sửa. Sửa xong thì các bạn nhấn cất. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán tờ khai hàng hóa xuất khẩu đối với dịch vụ gia công xuất khẩu mã hàng áo giắc kít nam mã 115 trên phần mềm kế toán MISA. Chúc các bạn học tốt!